ở chế độ 2K7. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ở chế độ 2K7 trên Rural 5 Plus. Ôi, xài được không? Đậu dưới lại. Chứ 1-0 đánh 0 là nó mờ lắm rồi. Để 2K7 60 frame xong rồi để vậy luôn, thích gì luôn, thích 2K luôn. Cảnh chiều đây, hoàng hôn. Xem 2K7 60 frame nó thế nào. Hello, tới đây. Đó, coi màu sắc nó còn ok không. Đây 2K7 60 frame. Xe còn này là xuôi nắng nè, biển báo nè, xe nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn lại các bạn ở video clip tiếp theo. Đó, chúng ta sẽ gom sáng lại. Rồi, đây là cảnh 6 giờ chiều.